Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tối nay, sau phần tin sẽ là phóng sự về thị trường thiết bị điện máy phục vụ khi trời nồm ẩm. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Trước tiên là những tin tức thị trường chúng tôi vừa mới cập nhật. Vàng thế giới liên tục lao dốc, tuần này đã liên tiếp về mốc thấp nhất trong 9 tháng qua. Nguyên nhân là do sự gia tăng của đồng đô la Mỹ chạm mức cao nhất từ tháng 12 năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, do chiều hướng vàng thế giới giảm sâu thời gian qua, nên vàng trong nước cũng đã xuống thấp liên tiếp trong những ngày vừa qua. Ngày 10 tháng 3, vàng SJC mua vào dưới 55 triệu đồng một lượng, bán ra là 55 triệu 170 nghìn đồng một lượng và dự báo sẽ tiếp tục giảm. Sau nhiều tháng sụt giảm liên tiếp, lãi suất tiết kiệm trên thị trường đang có dấu hiệu tăng trở lại tại một số ngân hàng. Trong đó, biểu lãi suất tiết kiệm tiền gửi tại quầy của Techcombank áp dụng từ tháng 3 ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lần lượt ở mức 4,4 đến 4,8% một năm, kỳ hạn 9, 10 và 11 tháng, 5,1 đến 5,5% một năm với kỳ hạn 12 tháng. Một ngân hàng khác cũng ghi nhận xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm từ tháng 3 là VPBank, tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn 2 đến 5 tháng, mức tăng phổ biến là 0,2 điểm phần trăm. Hiện lãi tiền gửi kỳ hạn 2 tháng và 3 đến 5 tháng tại ngân hàng này lần lượt ở các mức là 3,45% đến 3,6% một năm và 3,5 đến 3,7% một năm, áp dụng tùy theo giá trị tiền gửi. Hiện nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV vẫn giữ nguyên biểu lãi suất so với tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán với tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và nhiều yếu tố tác động khác nên lãi suất huy động thời gian tới tiếp tục có xu hướng tăng. Từ ngày 1 tháng 3, các thuê bao di động trả trước chỉ được khuyến mại 20% chứ không phải 50% như trước đây. Thuê bao trả sau vẫn được nhận khuyến mại không quá 50% như quy định hiện hành. Trường hợp nhà mạng vi phạm quy định về hạn mức khuyến mại sẽ bị xử phạt hành chính và truy thu thuế đối với các chương trình khuyến mại sai quy định. Điều này để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ di động, đảm bảo an toàn, an ninh xã hội, cũng như để đảm bảo quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác và sim rác. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nồm ẩm hiện nay khiến cho nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt, quần áo không thể khô ráo, có mùi hôi khó chịu. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại nấm mốc phát triển. Chính vì thế, những thiết bị điện máy hạn chế những rắc rối đó của kiểu thời tiết này được nhiều người chọn mua. Nhà có trẻ nhỏ, lượng quần áo nhiều, không thể khô ráo thơm tho được trong thời tiết nồm ẩm, nên anh Nam đã tìm đến cửa hàng điện máy này để tham khảo về các loại máy sấy quần áo. Quần áo thay hàng ngày, mà giặt thì nó không kịp khô chúng nó mặc, thế thì cũng muốn ra mua cái sản phẩm máy sấy quần áo để sấy hàng ngày cho có quần áo khô cho cháu nó mặc, thấy cũng rất là tiện dụng, rất thích hợp cho cái mùa nồm ở miền Bắc này. Tương tự như anh Nam, nhiều khách hàng khác đến với cửa hàng siêu thị điện máy thời điểm này chủ yếu tìm mua các sản phẩm dòng làm khô. Người dân trong cái thời điểm này sử dụng cái máy sấy rất là nhiều. Và ngoài ra còn có cái máy hút ẩm trong phòng. Ví dụ lượng cái thời điểm ẩm này thì cái trong phòng nó cái mức độ ẩm rất lớn. Bà con thường đến để mua những cái sản phẩm đấy để hút khô cái phòng, đảm bảo cái không khí cũng như là khô thoáng. Giá thì hiện tại là cũng tăng tầm 3 đến 5% là bình quân, còn khoảng có những sản phẩm tăng lên đến 10%. Với máy lọc không khí và hút ẩm dân dụng cũng có nhiều sự lựa chọn từ các dòng máy xuất xứ Trung Quốc đến các dòng hàng thương hiệu nổi tiếng. Giá dao động từ hơn 3 triệu đến gần 10 triệu đồng tùy loại. Tuy nhiên, bán chạy nhất vẫn là tủ sấy quần áo với giá bán dao động từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, phù hợp với phần đông người tiêu dùng. Tủ quần áo quý khách mua là trên cái trọng lượng là bao nhiêu thì quý khách lên sử dụng tuân thủ theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo cái công suất dùng để đạt tiêu chuẩn, nó sẽ tránh được cái tình trạng là cháy nổ cũng như là những cái chập điện khi quá tải. Khi sử dụng xong, xếp gấp gọn gàng và bảo quản nơi khô ráo, cũng tất cả về tủ cũng như là về bộ điện. Ngoài các siêu thị điện máy thì những thiết bị này cũng được bày bán khá nhiều tại các cửa hàng thiết bị điện với nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Điều cần chú ý để lựa chọn cho phù hợp là công suất và kích thước để thiết bị này phát huy hiệu quả nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.